Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mời anh chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phía trước màn hình của anh chị là khu công nghiệp Đông Anh ha. Thì hôm bữa em có quay cái lô 3950 này ha. Thì hôm nay em có một cái lô cho anh chị tài chính thấp ha. Giá chỉ có 1.950 thôi, mặt tiền đường nhựa ha, sát với lại khu công nghiệp Đông Anh. Đường này đường thông thường hết nha quý anh chị. Đã đi hết đường này khoảng tầm 300m là tới đường tỉnh lộ 765 ha. Thì hôm nay em có lô đất đây, ngang 10m, sâu vào là 70m, phủ hồng toàn bộ, chủ đã lên là 50m thổ cư rồi, mà giá chỉ có 1.950 thôi quý anh chị. Chủ đã đào ranh cắm mốc hết rồi ha, đây, từ cái miếng rào bên này ha, từ miếng rào bên này, trụ điện bên này ha, qua đây, 10m, bám mặt tiền đường nhựa đây. Đây, có cặp ranh móc hết rồi nha quý anh chị. Đây, tới đây, 10m ha, mặt tiền. Sâu vào trong là 70m, phủ hồng toàn bộ, đất cao ráo bằng phẳng, đất đỏ ba gian, cực kỳ tươi tốt nha quý anh chị. Rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là làm phòng trọ cho thuê ha. Tại vì mình sau lưng bên hông của khu công nghiệp Đông Anh nha quý anh chị. Và hướng bên này là khu công nghiệp Đá Bạc ha, cách khu công nghiệp Đá Bạc khoảng tầm 2km thôi. Cách khu công nghiệp Đông Anh khoảng tầm 70m, khá là gần ha. Khá là gần hai khu công nghiệp và trường học, chợ ủy ban là sát đây luôn. Tí nữa em sẽ quay ra đường tỉnh lộ 765 cho quý anh chị xem. Thì lô đất này chủ đang hạ kịch sàn. Đó, từ 2.950 còn chỉ có 1.950.000.000, hạ gần 1 tỷ luôn nha quý anh chị. Lô đất cực kỳ đẹp, vuông vức luôn ha, phủ hồng toàn bộ nha. Đó, nằm trong khu dân cư đông đúc, tiện ích xung quanh. Bây giờ em sẽ quay ra cho quý anh chị xem ở khu nghiệp ha và chợ lộ 765. Thì đất của mình là quay về hướng đông, anh chị nào hợp hướng đông thì bóc cho em. Ra đây xíu xíu là tới khu nghiệp rồi ha. Đường thông thường thấy quý gì ha, khu dân cư kính luôn nè. Đây là khu nghiệp luôn anh. Khu nghiệp này là khoảng tầm 7-8 ngàn công nhân là nha quý chị, khá là đông luôn ha. Anh chị nào đang tìm gần khu công nghiệp ở hoặc là mình kinh doanh phòng trọ cũng được ha, thấy khá là hợp lý. Tại vì mình sát với khu công nghiệp mà trường học, chợ ủy ban thì cũng sát phải luôn ha, cách khoảng tầm 500-700m thôi. Đấy nè, đây khu công nghiệp đây ha. Chiều chiều mình bán cá, bán rau hải sản đây quý anh chị nè. Mình về đây ở gần đây mình bán hải sản cũng được ha, bán cho công nhân chiều đi làm về mua quý anh chị. Mà lô đất mình khá là rẻ luôn quý anh chị, ngang 10m, sâu 70m quý anh chị, 50m thổ cư rồi, xây dựng tự do, giá chỉ có 1.950 thôi, quá là rẻ luôn. Đây là tỉnh lộ 765 này, thì mình đi hai đường ha, đường nào ra cũng được. Ngay đất mình đi thẳng luôn là cũng ra tỉnh lộ 765 đây. Thì lên đây khoảng tầm vài trăm mét là tới chợ Long Tân ha, và ủy ban Long Tân đây giống như chạy hướng này về biển Phước Hải nè, mình cách biển Phước Hải khoảng tầm 10 phút đi xe thôi ha. Còn đây, lên đây lên khu nghiệp Châu Đá Bạc này, lên ngã 6 Đá Bạc ha, về Châu Đức hướng này nha quý anh chị. Đấy, thì quý anh chị quan tâm cái lô đất này thì bốc liền nha em nha. Để em quay cái sổ và soi quy hoạch xuống quý anh chị xem. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Đây. Địa chỉ là xã Long Tân, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu ha. Tổng diện tích là 693 m², diện tích đất ở là 50m thổ cư ha. Đây, tờ bản đồ 23 thửa 492. Đây là cái thửa của mình này. Đây, đây giống quý anh chị, ngang 10m này, sâu 70. Đất mình là quay về hướng đông ha, để mình show quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây, và đây là quy hoạch của mình quý anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ ha.
Đây nè, 693 đất ở nông thôn hết ha. Ngang 10 sâu 70 ha. Cho quý anh chị xem này. Đấy, mình mặt tiền đường nhựa sát với lại khu công nghiệp này. Đây. Đây là đất mình đây. Đây là sau lưng khu công nghiệp đây. Đó, ra đây là đường nhựa liên xã ha. Hướng này về Lăng Dài này. Hướng này ra tỉnh lộ 765. Đó, đây là hướng này là về khu công nghiệp Đá Bạc, còn hướng này là về chợ Long Tân, đi về biển Phước Hải ha. Đó, sát với tỉnh lộ 765 luôn. Thì quý anh chị nào đang tìm cái vị trí gần khu công nghiệp ha, thì bốc liền nha em cái lô này, Phủ Hồng toàn bộ xây dựng tự do nha quý anh chị. Chủ đã lên 50 mét thổ cư rồi. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.